Xin chào mọi người, xin chào 32.900 khán giả kênh YouTube Toàn An Đồng. Một số lượng khán giả theo dõi và đăng ký ủng hộ rất là đông. Trong đó là có khoảng 500 khán giả thường xuyên là phản hồi, nhắn tin, Zalo, trao đổi điện thoại với lại Toàn An Đồng. Để cảm ơn cái tấm lòng theo dõi, cái tình cảm của khán giả YouTube thì bao gồm cả anh em chơi xe, anh em khách hàng sử dụng xe và cả anh em thợ sử dụng xe máy. Mình sẽ thường xuyên ra video về kỹ thuật xe máy để cho mọi người xem và học hỏi được cái kinh nghiệm gì thì mọi người học hỏi, kinh nghiệm nào mà mọi người thấy hay thì lại phản hồi riêng, chia sẻ ngược lại với lại Toàn An Đồng. Ở đây mình sẽ làm video về khóa thông minh, khóa Smoky Yamaha. Hiện tại là có một anh khách hàng anh này Bắc Linh nhé, đang làm một cái ca khóa thông minh. Thì qua cái trường hợp tư vấn qua Zalo điện thoại ấy thì là anh không đủ đồ nghề, không đủ phụ kiện để làm, thì anh quyết định gửi xuống cho mình làm và hàng đã tới đây rồi. Mình sẽ tháo ra, mình kiểm tra xem nó hư hỏng như thế nào và sẽ sửa chỗ nào, thì làm như nào để hết bệnh nhá. Bệnh ở đâu mình sẽ làm video ghi hình lại để cho anh em thợ xem nhé, biết đâu sau này anh em lại gặp cái trường hợp giống như thế này sao. Anh em đã xem trước rồi thì lúc đấy tự ghi nhận khách, tự mà làm đấy. Đồ mua được thì từ mọi người mua về thay, còn không mua được thì lại điện thoại cho mình gửi hàng tới cho. Đây, bọc như thế này. Mình bảo anh ấy là gửi cả bộ khóa xuống đây là mình kiểm tra luôn. Đây. Cái bọc này. Đây là ECU điều khiển khóa thông minh này, cứ gọi là IC điều khiển khóa cho nó nhanh. Đây là cái remote hay còn gọi là FOB hay còn gọi là chìa khóa, nó đang ở chế độ on nhé. Bấm một phát cái đèn đỏ nó chớp nhanh là đang ở chế độ on, bấm mà nó chớp chậm thì đang ở chế độ off. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái mô hình dùng để đào tạo đấy rồi. Mình sẽ kết nối cái bộ khóa của khách hàng vào cái mô hình của mình, sử dụng bình ắc quy cấp nguồn vào cho bộ khóa. Bây giờ mình sẽ bấm tìm xe xem nào. Tìm xe được rồi. Rồi tìm xe ngon. Khi mà bấm tìm xe mà xe có phản hồi khẳng định cái điều mốt này có phát ra sóng tìm xe trong phạm vi là 50m và cái su này đã được cấp nguồn tới và nó đã được hoạt động, nó đã hoạt động. Vậy thì nó tốt nhá. Ok. Rồi. Thế bây giờ mình sẽ đánh thức vào cái lúm khóa này. Không có tác dụng. Không có tác dụng gì anh em ạ. Không có tác dụng. Rồi. Như vậy ban bệnh của nó là tìm xe được nhưng mà không đánh thức được. Mà không đánh thức được thì không thể vặn được lúm khóa lên on, cho nên là xe không có nguồn. Đấy. Vậy ở đây sẽ có hai nguyên nhân nhé. Một là cái công tắc đánh thức của cái khóa này này là nó hỏng, nó không thể dẫn điện được. Và hai nữa là cái remote này này là cái sóng trao đổi ID so sánh là nó bị hỏng. Nó có hai kiểu sóng nhá. Một kiểu sóng tìm xe trong phạm vi là 50m. Đối với xe Yamaha là 50m, còn đối với xe Honda là 100m nhá. Tính theo đường chim bay. Và sóng thứ hai đó là sóng so sánh mã ID. Thì cái dòng này chỉ có 80cm thôi. Tức là cứ phạm vi là 1m quay đầu đấy. Còn Honda nó sẽ là 2m quay đầu nhá. Thì cái sóng này vậy thì một là hỏng cái sóng so sánh mã ID, hai là hỏng cái công tắc đánh thức ở đây. Muốn biết hỏng công tắc đánh thức hay không thì chúng ta sẽ tiến hành mở khóa khẩn cấp nhé, bằng cách là chúng ta giữ chặt vào đây này, giữ chặt vào đây thì cái đèn báo chìa nó sẽ chớp, trong vòng 10 giây sẽ chớp một cái. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là không hề chớp đúng không? Đấy, không hề chớp này, mình nhả ra này, mình giữ chặt ở đây này, giữ chặt đây, nó phải chớp nhá, trong vòng 10 giây nó phải chớp. Rồi, không hề chớp đúng không? Ok. Đấy, giữ chặt vào trong 5 giây đã phải chớp rồi. Rồi ok. Như vậy thì sẽ không liên quan gì remote. Vậy kết luận cái remote này nó tốt. Mọi người nhớ nhá. Không mở khóa khẩn cấp được, không chuyển sang mở khóa khẩn cấp được thì cái remote này tốt nhá. Còn mở khóa khẩn cấp giữ chặt ở đây trong vòng 5 giây tới 10 giây mà cái đèn này nó chớp 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 thì chứng tỏ rằng là cái lút cái công tắc đánh thức là tốt. Ok. Thế bây giờ mình đã tìm ra bệnh này nhá, là do cái công tắc đánh thức. Bởi vì cái đường dây này của mình là tốt mà. Đấy, ECU thì tốt rồi. Vậy thì công tắc đánh thức
là có vấn đề. Thì ở đây xem nào, ở đây có hai giác cắm, thì một là công tắc đánh thức và một là cuộn dây. Đấy. Thế thì cuộn dây nó sẽ có điện trở. Đấy, mình nhớ là cái giác bé này là cuộn dây. Đo sẽ lên điện trở nhá. Mình sẽ sử dụng đồng hồ điện tử Victor VC890C+ để thang đo thấp nhất là 200 ohm. Rồi. Mình xác định đâu là cuộn dây, đâu là công tắc đánh thức bằng cách là mình cứ đo bừa đi. Nếu cuộn dây thì nó sẽ lên điện trở. Đây rồi. Mọi người thấy đồng hồ lên là 13 ohm, 13,2 ohm. Vậy đây chính là cuộn dây. Ok, cắm giả. Cuộn dây đã lên điện trở rồi nhá. Đó. Nếu mà cuộn dây đứt thì chúng ta cũng sẽ không đánh thức được. Cũng sẽ không đánh thức được, nhưng mà cái đèn báo ở trên táp lô đèn báo chìa nó phải phải có tín hiệu cơ. Cái này đèn báo không có tín hiệu thì không liên quan gì đến cuộn dây. Tiếp theo, vậy suy ra đây là công tắc đánh thức. Công tắc đánh thức. Vậy thì chúng ta sẽ để thang đo thông mạch. Đấy. Chúng ta đo sẵn vào hai đầu của công tắc và chúng ta bấm vào núm khóa nhé. Chúng ta bấm vào núm khóa thì đương nhiên đồng hồ phải báo thông mạch. Đây, mình đo vào đây. Đo chặt chẽ ra. Rồi, bấm núm khóa này. Rồi, không thấy đồng hồ phản ứng. Vậy kết luận. Kết luận là hỏng công tắc đánh thức. Ok. Bệnh rõ mồn một rồi. Bệnh rõ mồn một rồi nhá. Đó. Bây giờ mình sẽ đo cái này. Đây đây. Cái này là của cái khóa mô hình đây, hai cái rắc này rút sẵn ra rồi. Mình sẽ đo cái khóa bình thường cho mọi người xem. Đây là công tắc đánh thức của nó đây. Giữ chặt đây. Đấy, mọi người thấy giờ đồng hồ báo thông mạch, giữ vào. Thông, nhả ra ngắt, giữ vào, công tắc thông. Đó. Đấy là cái khóa bình thường. Thế còn cái khóa bị hỏng đây. Không có tác dụng gì. Rồi, kết luận là hỏng công tắc đánh thức. Vậy thì mình sẽ thay thôi. Alo, đi tiếp ơi. Anh chưa biết tin tức gì cả. Gì đấy? Nó bảo nó mai sang đấy thăm Trang Mai. À, Trang Mai sao? Tao biết là tới Trang Mai hỏi bảo nó bị gì, là ốm biết gì. À, thông tin của Trang Mai, thông tin Trang Mai xem lại. À, bây giờ mình sẽ mổ em mày ra. Mình sẽ lấy kia. Như vậy mọi người theo dõi mình là thấy cái suy luận và cái bắt bệnh của nó đơn giản và đúng kỹ thuật đúng không? Để mà chúng ta bắt bệnh được đúng kỹ thuật thì chúng ta phải hiểu cái hoạt động của hệ thống khóa thông minh, chúng ta phải hiểu mạch dây đường đi, hiểu bên trong nó gồm những cái gì, hiểu được vấn đề rồi thì khi học thì khi hỏng ấy thì chúng ta sẽ suy luận ra được luôn đấy. Mày ra đấy, lắp chụp này, đây chính là cuộn từ, tháo cuộn từ ra, bên trong có một cái lò xo bé này, lò xo bé đúng ở trong chỗ này đấy, tháo một thanh kim. Thì chúng ta nhìn thấy cái công tắc đánh thức đây đấy, công tắc đánh thức đây đây, mình cầm lên rồi. Mỗi lần chúng ta bấm vào đây thì thấy công tắc đánh thức nó đóng đúng không? Thì công tắc này nó hỏng thôi. Thay công tắc này đi. Đây nó lắp như này, lắp lại. Công tắc đánh thức đây. Chúng ta liền tháo chụp nhựa ra được rồi. Đó, ok, tháo chụp nhựa ra thì công tắc đánh thức rồi. Có một bạn học viên gọi nhớ, gọi lại xem. Alo, gì em ơi, gì đây? À, anh Đạo à? À, anh Đạo. Ồ, ok, gọi em gì đấy? À, đó chính là công việc của mình. À, hàng ngày anh em học viên cũ gọi hỏi ban bệnh, rồi là anh em khách hàng sử dụng máy đọc lỗi gọi hỏi kỹ thuật, đấy là việc bình thường nhé. Mọi người mua máy đọc lỗi của mình ấy thì cũng gọi như thế là
bình thường, không có gì là ngại cả. Rồi mình bỏ quận từ ra một bên để mọi người dễ quan sát. Công tắc đây. Ok. Công tắc đây. Okay. Ở nhà mình có công tắc của SH thì mình sẽ chế cháo vào đây. Chế cháo vào đây. Đấy, anh nào rảnh rỗi có thời gian thì cậy ra mà nghịch ngợm. Đấy, còn không thì mình bắt được bạn rồi, mình sẽ lấy công tắc khác mình thay vào. Đây rồi, đây là cái công tắc đánh thức ở khóa SH nhé, khóa SH, khóa PC đấy. Nhà mình có sẵn hàng này, anh em nào cần thì mua nhé. Cắt dây ra thôi. Bây giờ mình sẽ so tạm vào đây. Ôi giời, hình dáng nó y xì nhau luôn. Nha, hai cái là hình dáng y xì lắp vừa nhau, nó ngược nhau cái chiều dây điện thôi. Đấy, nó ngược nhau chiều dây điện thôi. Thế đẹp rồi. Đẹp luôn. Ngã vào là tính tiền rồi. Anh em không có công tắc này có thể đi ra chợ điện tử mua, cứ làm sao mà chế cháo. Chế cháo làm sao mà cứ vừa là được. Những phụ kiện này có phải lúc nào cũng có đâu. À, quận từ này, rồi công tắc này, rồi là đèn led này, thỉnh thoảng mới mua được của một số anh em bán hàng online. Đẹp luôn. Đấy. Rồi. Giặt cũ đâu, giặt cũ đây. Cắt luôn, đấu luôn cho anh em phấn khởi nhá. Cứ đấu tạm vào đây. Xong một tí nữa là cho băng dính vào, hàn thiếc vào, rồi là cho ba ống gen, luồn ống gen, làm một phát chắc chắn vĩnh cửu luôn. Hai dây dây nào màu gì cũng được nhé, nó chỉ là công tắc đầu vào đầu ra thôi. Ở mạch của nó như nào tí nữa mình sẽ mở app, mở sơ đồ cho mọi người xem. Bây giờ cứ làm cho mọi người thấy là hết bệnh đã. Rồi, cắm rắc, rắc đâu. Rồi, cắm dây, dây đâu rồi. À, cắm dây vào. Đảm bảo một phát là ngay, xong rồi. Cho quận từ vào đây. Từ vào đây, bấm nút tìm xe nhá. Rồi, đánh thức này, rồi đánh thức, đèn lên luôn, bật quá, xong, hết bệnh. Đây, hệ thống điện sau khóa, tắt khóa, chờ một tí nó ọp. Rồi, đánh thức này, rồi tạch mà phát, nghe sướng không? Đèn hệ thống báo chìa đã lên, đánh thức lại. Rồi, bật lớp đầu tiên là lớp mở yên. Thì chúng ta sẽ mở được yên. Đấy, mở được yên. Rồi, đánh thức, làm kẹt. Bật lớp mở yên, rồi bật tiếp lớp nữa. Rồi, hệ thống điện sau khóa ngon. Ở đây chúng ta thấy là cái đèn báo chìa trước 4 cái. Thì đây là mã không liên lạc được với lại ECU. Tức là không có IC ở đây thì nó báo là mất kết nối IC thôi nhá. Không sao đâu, về cắm IC là nó hết báo lỗi em thôi. Tắt khóa. Rồi, bật không được, đánh thức. Ok. Mở lớp đầu tiên, mở yên, mở tiếp lớp thứ hai. Lên nguồn, hệ thống điện sau khóa. Rồi, như vậy là mình đã cho mọi người xem trực tiếp
cái việc mình sửa chữa cái ESU điều khiển khóa thông minh hư hỏng như nào, cách đo kiểm như làm sao. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái sơ đồ của nó. Con này là LVX. LVX của gian lớn khác nhau một tí nhá. Đấy. Ở đây cái cuộn dây của nó có hai dây, một âm sẵn có và một dương thì là ESU cấp cho. Dương của nó là dây đỏ sọc trắng là 12V là ESU cấp cho nhá. Còn âm thì là có sẵn. Còn dây công tắc của nó. À, công tắc của nó là chân số bao nhiêu? À, chân số 11, màu đen sọc vàng là công tắc âm đánh thức ESU. Đấy, công tắc âm đánh thức ESU nhá. Đấy, công tắc của nó là kích âm vào. Rồi, ok. Thế ngoài ra ở đây có tất cả là 12 chân. Chân 1 thì là sinh nhan này. Chân 2 thì mát sườn, chân 3 thì là mát, chân chống cạnh này. Chân 4 thì là âm còi báo và chân 5 là giao tiếp, chân 6 là 12V sau khóa để báo chế độ đang mở yên. Chân 7 là sinh nhan phải, chân 8 là 12V quận từ, chân 9 là 12V sau khóa để lui ESU đấy. Chân 10 là âm đèn báo chìa khóa, chân 11 là công tắc âm đánh thức ESCU. Đấy, và chân 12 là 12V chiếc khóa. 12V chiếc khóa để nhận tín hiệu phản hồi remote và nhận tín hiệu đánh thức. Rồi, cái này là tài liệu mình có sẵn vì là mình chuyên đào tạo cho anh em nâng cao tay nghề xe điện tử đời mới, cho nên là tài liệu mình bắt buộc mình phải đúc kết, mình ghi chép lại, vẽ lại. Rồi bây giờ việc tiếp theo đó là hàn cẩn thận luôn ống ghen và lắp ráp vào thôi. Vâng, vừa rồi là Toàn Năng Đồng đã ghi hình lại cái quá trình làm khóa thông minh trong Mercury, cái lỗi là không mở được khóa nhé. Để mà có được kiến thức khám xe chuẩn nhanh đúng bài bản thì đòi hỏi chúng ta luôn luôn phải trao đổi học hỏi nhé. Anh em ở trên cả nước ấy thì luôn luôn có một cái nhu cầu là học hỏi xe đời mới rất cao. Bằng chứng là hàng tối hoặc là những lúc rảnh rỗi anh em vẫn thường lên YouTube xem những video về kỹ thuật sửa xe đời mới, rồi anh em xem những ban bệnh, và thậm chí một số anh em là bỏ tiền ra mua tài liệu về để xem. Nhưng mà nhược điểm của mọi người ấy thì đều có một nhược điểm chung. Nhược điểm chung ở chỗ rằng là xem tài liệu thì nó lại không có ai giải thích. Tức là xem tài liệu rồi 100% kiến thức thì chỉ hiểu được có 10%. Hiểu được 10% đó gấp sách cái là quên luôn. Và khi hỏi thì không biết hỏi ai. Đấy, thậm chí tài liệu là nó sai cái ngôn ngữ, tức là giữa cái người đọc và cái người viết thì nó sai cái ngôn ngữ. Đấy, ngôn ngữ cao siêu quá anh em không hiểu được đâu. Thế còn xem trên YouTube thì nó lại không ra một cái bài vở gì cả, nó cứ trôi nổi, gặp bài nào xem bài đấy. Cái bài mình cần học thì không xem được, mà xem được cái bài kia thì chả bao giờ được làm, và thậm chí chả bao giờ được đo. Và khi đo đạt thì nó sai kết quả và nó sai cái video như trên YouTube đấy. Thì đâm ra này lại đi vào ngõ cụt. Đấy, không có ai để hỏi cả. Thế thì tốt nhất mọi người ấy vẫn cứ học hỏi, nhưng tốt nhất là phải tham gia một khóa học phun xăng điện tử nâng cao tay nghề. Tại vì sao? Tại vì khi học trực tiếp thì mọi người được trao đổi này, được hỏi này, được thực hành, được đo đạt, và thậm chí mọi người cố tình làm sai kỹ thuật đi thì sẽ được phát hiện ra tại sao sai kỹ thuật, cái lập tức là phát hiện ra là nguyên nhân là sẽ như thế này. Và thậm chí là bao nhiêu công việc thắc mắc rồi, bao nhiêu ngôn ngữ không hiểu nhau hỏi luôn trực tiếp tại trên lớp. Khi mà trải qua khóa trong khoảng 1 tuần đến 10 ngày học trực tiếp tại lớp nâng cao tay nghề rồi ấy, mình đã có một kỹ năng rồi. Có một kỹ năng là người ta nói phát mình hiểu ý ngay. Về xem YouTube người chỉ xem được đoạn đầu và biết cái bệnh này bệnh gì và biết phải làm như nào để đo được cái bệnh này, biết phải dùng thiết bị gì nha. Và thậm chí mua tài liệu về thì đọc một phát là hiểu một vấn đề ngay. Đấy là cái việc của học trực tiếp nâng cao tay nghề như vậy. Thì ở đây Toàn An Đồng thường xuyên mở các lớp học nâng cao tay nghề nhé. Học lớp nâng cao tay nghề là học đến đâu làm được đến đấy. Học bài này để sửa được bài đấy, không có chiều tượng, không mông lung, và cực kỳ dễ hiểu luôn. Mình diễn giải dễ hiểu và thực tế lắm, không có cao siêu, không có lòng vàng, không có chiều tượng đâu. Học được, làm được, và thậm chí nghe người ta nói chuyện là hiểu vấn đề luôn. Đấy là cái lợi thế của việc học FI. Và học trực tiếp 1 tuần đến 10 ngày, sau đó còn học tiếp tục trong nhóm kín online và thường xuyên trao đổi qua điện thoại. Anh em có nhu cầu học nâng cao tay nghề thì liên hệ số điện thoại của mình là 0904566844 nhé. Và số điện thoại Zalo của mình cũng là cái số này. Anh em nào chưa có cơ hội đi học mà cần thắc mắc kỹ thuật, cần trao đổi hỏi những nghề nghiệp thì nhắn tin Zalo cho mình nhé. Nhớ là nhắn tin Zalo cho mình chứ không nên gọi trực tiếp,
để giảm tải cái tần số điện thoại, vì điện thoại mình còn anh em học viên gọi này, rồi còn khách hàng sử dụng máy smartphone và MT Motoken gọi để tư vấn, thì những việc nào mà bàn luận thì lên nhắn tin chứ đừng gọi trực tiếp, còn việc gì khẩn cấp quá thì lúc đó ta gọi trực tiếp nhé. Rồi, xin chào cái tình cảm của hơn 30.900 khán giả, hơn 30, tức là mình cái kênh Toàn Nguyễn của mình ấy đạt gọi là 32.900 khán giả theo dõi. Rất cảm ơn cái sự đồng hành của mọi người. Mình sẽ tích cực ra những video nói về kỹ thuật xe máy, rồi là sử dụng máy chẩn đoán để cho anh em theo dõi và trao đổi kỹ thuật nhé. Rồi, xin chào mọi người.